Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Kon Tum. Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Kon Tum. Ở nhiều sự kiện hoạt động văn hóa văn nghệ ở trường, địa phương hay của thành phố, tỉnh, đội cồng chiêng của học sinh đều được tham gia biểu diễn, giới thiệu truyền thống văn hóa dân tộc. Mỗi lúc được đi như thế, các em thêm niềm vui, sự tự hào được trình diễn, đưa văn hóa mang đậm bản sắc núi rừng Tây Nguyên đến với bạn bè khách quý và để lại ấn tượng tốt đẹp cho người xem. Điều đặc biệt gần 10 năm nay, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Kon Tum duy trì định kỳ 2 năm một lần tổ chức liên hoan cồng chiêng múa xoang và thi trang phục dân tộc thiểu số, góp phần tạo cơ hội, điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận, gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc. Anh ơi! Hả? Nghe nói giá vé cấp trẻ Bà Nà chỉ còn 300.000 đồng với người lớn và 200.000 đồng với trẻ em thôi. Nhà mình đi đây anh! Được đó! Đi cấp trẻ Bà Nà tham quan cầu vàng, làng Pháp, cho con mình vào khu vui chơi nữa. Thích quá! Nhà mình đi thôi anh! Từ nay đến hết 31 tháng 5 năm 2020, Cinco Bà Nà Hills dành tặng chương trình kích cầu giảm 60% giá vé, chỉ còn 300.000 đồng với người lớn và 200.000 đồng với trẻ em cho du khách có hộ khẩu thường trú tại 19 tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên. Miền Trung Tây Nguyên chờ chi? Bà Nà ngay đi! Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668.